Ok mọi người, wow, dạo này gần Noel và chuẩn bị là qua Tết ta rồi, bên nên anh em dọn xe rất là nhiều. Thì đây là một cái combo 3 chiếc mình làm một lần và nhận cùng một ngày và cho ra liền lò cùng một lần. Đầu tiên là con Exciter 150, thì chủ xe ngoài cái chuyện mà muốn mà vệ sinh cả bên trong sườn rồi máy móc dây điện thì chủ xe còn muốn thay nguyên dàn áo mới, mặc dù cái dàn áo của chiếc xe nó không hẳn là tệ lắm. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần có nhu cầu là chị sẽ em thay hết nguyên một bộ dàn áo hãng từ trên xuống dưới và cả tem luôn. Full của Exciter 150 đã được thay mới hoàn toàn. Đó, và ngoài ra chiếc xe được dọn rửa chi tiết. Rồi ngoài ra kế đó là một chiếc SH Mod, thì sau một cái thời gian dán keo dài thì sẵn thì chủ xe cũng muốn làm cho cái xe nó mới lại nên đã quyết định là lột bỏ keo hết, keo trong á, và đánh bóng dàn áo lại và sau đó là cũng rửa xe chi tiết toàn bộ luôn. Kế bên đây là một con Winner 150, thì cũng với một cái gói combo là full dọn vệ sinh từ trong ra ngoài sạch sẽ hết và ráp lại thôi chứ không có thay dàn áo gì cả, có nghĩa là làm cho xe nó sạch sẽ và lại kiểm tra sẵn trong dây điện còn nó có những cái vấn đề gì phát sinh trong mùa dịch, giống như là lỡ có chuột cắn chuột gặm hay gì cũng sẽ khắc phục luôn, hoặc là có rỉ sét rỉ sườn gì đó. Nhưng mà rất may là những chiếc xe này nó không có vấn đề gì cả đó. Thì bây giờ là sẽ là bắt đầu là lúc đi giao xe. Thì dĩ nhiên là hiện giờ mình đang bên Gò Vấp, nhưng mà cái xe này thì mình đang nhận ở bên quận 5. Thì mình có cái dịch vụ, có nghĩa là cho dù bạn giao xe ở quận 5 bên Phan Chị hay là giao bên đây thì cũng không sao, mình sẽ có cái xe vận chuyển của riêng mình mà mình đưa nó về tận nơi mà bạn đã giao. Hoặc là nếu mà có nhu cầu thêm thì bạn có thể mà quyết định là giao nhận tận nhà luôn cũng được hết, không có vấn đề gì cả. Quan trọng là chi phí thôi. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cho xe lên xe thôi. Rồi, hẹn gặp mọi người ở lần sau ha. Ai có nhu cầu dọn xe ăn Tết thì nhớ ghé kỹ sư hẻm để rửa xe, dọn xe nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.